Chào tất cả quý cô chú, quý anh chị và các bạn. Hôm nay thì Kiên sẽ chia sẻ với mọi người cái chợ Ngồi Xổm quận 9 đó quý vị. Chợ quận 9 nha. Quận 9 Market nha. Quận 9 Market. Ok, mình sẽ đi ra chợ xem hôm nay là chợ nó có bán gì nha quý vị ơi. Hôm nay chợ quận 9 chắc là bán rất là nhiều đồ nha. Đây là cái đường hiện hay đi ra quận 9 này, đường đi chợ này. Đường này là cái đường Lã Xuân Oai nha quý vị ơi. Đây là một con hẻm thôi, tí nữa mới đi ra đường chính. Đi ra cái đường chính Lã Xuân Oai nha quý vị. Đây là đường chính này, đường Lã Xuân Oai này quý vị ơi. Đấy, ở bên đường người ta có bán khoai, bán trái cây này. Đây, có một cái quán bún bò Huế mà hôm nay Kiên mới chia sẻ với quý vị đây quý vị. Đây, ngoài đây người ta bán rất là nhiều trái cây ở bên hai bên đường nhé. Đây là đường này, đường Lã Xuân Oai nha quý vị ơi. Giờ là buổi sáng 8 giờ nên là mọi người cũng đang đi chợ nha, đi chợ mua đồ về nấu cơm. Sắp đến chợ được vậy ạ. Đây là cái chợ nhá. Đây ta có bán trái thơm này. Thơm. Đây bán trái thơm, bán rau. Đây cái chợ này quý vị. Chợ nhá. Đây. Cơm tấm. Wow, đây còn có bán mía này quý vị ơi. Bán mía này. Mía chấm cua này. Mình sẽ đi vòng một vòng cái chợ này các vị, quý vị xem nhá. Đây có bán hoa này. Hoa này quý vị. Bán hoa, bán trái cây. Hoa, bán trái cây ở đây này. Chợ này là cái chợ quận 9 nha quý vị ơi. Quận 9. Đây, đấy quý vị thấy không? Sẽ đi từ rồi cho quý vị xem nhá. Chợ quận 9 là như vậy quý vị. Đấy, đấy. Bán trái cây, bán rau. Đấy quý vị thấy không, bán rất là nhiều xoài, cóc, ổi ở đây này. Xoài, cóc, ổi. Đấy chợ này quý vị, đấy. Cho quán trái cây xoài khóc hồi đây nha. Đấy bên kia tao có bánh rau rồi.
rau, bánh gà, đủ các thứ gì cũng có quý vị ơi. Đây là bánh trái cây này, rất là hay nè. Bánh nho, bánh táo, bánh hồng, nói chung là nhiều thứ lắm. Đây, mình sẽ đi vào bên trong này xem nào nhé. Rồi, mình đi xem nha. Đấy, quý vị thấy không, cái chợ Quận 9 nó nằm ở cái đường này là đường Lê Văn Việt nhá. Lê Văn Việt Tăng Nhân Phú nha quý vị. Đó là hai con đường, Lê Văn Việt Lá Sơn Oai chứ, quên. Lê Văn Việt Lá Sơn Oai nha. Đấy, trái cây rất là nhiều. Nho. Đấy, quý vị thấy không? Bán hoa này rất là nhiều này. Đấy, con đường Lê Văn Việt này rất là đẹp nha quý vị, nó mới mở rộng quý vị ơi. Wow, đây có một anh bán mía rất là tuyệt vời này. Đấy, quý vị thấy không? Bán mía rất là chuyên nghiệp. Đấy, bán mía. Wow, anh bán mía hay quá. Cắt mía rất là nhanh. Chuyên nghiệp. Thái mía như kiểu thái rau. Rau vén. Đấy, vì đeo thái mía như thái rau không? Đây, anh thấy mía, anh bán mía. Mía này là mía đỏ nha quý vị. Đây cái chợ này này. Đấy, chợ này. Đấy, quý vị thấy không? Chợ Tăng Nhân Phú ở chợ này là chợ Quận 9. Đây em Việt Quận 9. Cảnh toàn cảnh cái chợ đó quý vị. Đây có bán xúc khô đây nè. Khô ở đây. Rất là hay nha. Chợ này bên trong thì nó bán rất là nhiều đồ, đồ thời trang, rồi đồ ăn uống là nói chung là đồ ăn uống là chính. Về thịt cá rồi các cái đồ phục vụ ăn uống thôi, còn có cả đồ thời trang nha. Quần áo rất là ít. Quý vị thấy không, ngày xưa thì Quận 9 là một trong những nơi mà xa trung tâm Sài Gòn nhất. Nhưng mà giờ là cái tốc độ phát triển của nó là rất là lớn và rất là nhanh. Giờ Quận 9 thì bất động sản ở đây rất là mắc rồi. Quận 9 nó tập trung cũng có nhiều cái trường đại học nó về Quận 9 đây. Nên là dân số ở đây rất là lớn nhé. Đây có một cái gánh hàng rong này quý vị. Đấy, gánh hàng rong, cô đang gánh hàng rong đi bán đấy. Đấy, quý vị thấy không? Gánh hàng rong không? Nhìn rất là hay nha quý vị. Đang gánh vào chợ bán. Đấy. Thấy cái cảnh này mình thấy rất là đời thường, rất là giản dị nhá. Cô bán bánh giò, bánh trưng, bánh trứng,
bánh nem đấy, quý vị thấy không? Cuộc sống con người ở đây nó như vậy đó quý vị. Rất là giản dị và đời thường thôi. Rồi, xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo nha. Xin trân trọng mến chào.